Cuối giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến chủ trì giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương. Hôm nay, Đà Nẵng có 2.266 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi, trong đó có 2.157 trường hợp được cách ly, điều trị tại nhà và 109 trường hợp tại cơ sở y tế. Hiện các địa phương đang cách ly điều trị 17.400 F0 tại nhà, trong đó hơn 10.200 trường hợp không có triệu chứng, gần 7.200 trường hợp có triệu chứng nhẹ. Thực tế đáng lo ngại hiện nay là nhiều trường hợp người dân tự test nhanh tại nhà và khi dương tính không khai báo với cơ sở y tế để quản lý mà tự điều trị, dẫn đến nguy cơ dịch có thể lây lan cho người dân xung quanh. Các ca bệnh nặng những ngày gần đây đa số là người lớn tuổi, có bệnh nền và lại chưa được tiêm vaccine. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến lưu ý, tình hình dịch vẫn đang phức tạp nên đề nghị các quận huyện rà soát kỹ các tiêu chí để đánh giá đúng cấp độ dịch địa phương mình, để từ đó có biện pháp ứng phó phù hợp và nêu cao tính chủ động chứ không lơ là chủ quan. Ngành y tế chủ động có phương án phù hợp đảm bảo điều trị bệnh nhân COVID-19, lưu ý trang thiết bị và huy động nguồn nhân lực cũng như hỗ trợ y tế cơ sở về dùng thuốc điều trị kháng virus. Thì hiện nay là đối với việc điều trị tại nhà thì chúng ta cũng đã làm rất là tốt cái việc là khai báo bên chỗ sở thông tin truyền thông và chúng ta cũng đã có cái bước khởi đầu về cái việc dùng thuốc. Thì đề nghị là các địa phương, đặc biệt là các trung tâm y tế quận huyện, các cơ sở điều trị, tham gia điều trị như là các bệnh viện của tuyến trung ương và bệnh viện tư là chúng ta cố gắng tham gia đầy đủ hệ thống, chứ không nhất thiết là 7 trung tâm y tế quận huyện. Mà đơn vị nào có tham gia thì chúng ta cũng thực hiện theo cái hướng dẫn phác đồ và theo cái thuốc thử nghiệm mà bệnh viện Đà Nẵng đã có cái hướng dẫn về các cái thủ tục để hoàn chỉnh các cái biểu mẫu. Thì đề nghị là chúng ta làm sớm và Sở Y tế rà soát và theo dõi cụ thể cái nội dung này. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế nhanh chóng triển khai hệ thống quản lý thông tin và tư vấn từ xa cho F0 về theo dõi diễn tiến bệnh và tình hình sức khỏe. Các địa phương nhanh chóng triển khai tiêm chủng cho các trường hợp qua rà soát chưa tiêm. Ngành giáo dục cập nhật thường xuyên tình hình và công tác phòng chống dịch tại các trường học khi học sinh đi học trực tiếp. Sở Du lịch sẵn sàng các phương án phòng chống dịch khi mở cửa du lịch quốc tế trở lại.